Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh Chuyện Tổng Hợp trên SBS One Piece Volume 88. Eiichiro Oda đã trả lời hai câu hỏi cùng một lúc. Đầu tiên là các siêu tân tinh mang quốc tịch nước nào trong thế giới thực. Thứ hai, nếu không phải là cướp biển, thế hệ tồi tệ nhất sẽ làm nghề gì? Trong quá khứ, Oda cũng từng nhắc đến quốc tịch của Luffy và Zoro trong SBS Volume 56. Bây giờ, hãy xem câu trả lời của Oda cho hai câu hỏi trên ở dưới đây nhé. 12. Uroge, quốc tịch Ấn Độ. Bên cạnh việc đến từ Ấn Độ, Oda cũng tiết lộ rằng Uroge sẽ trở thành người quản lý quán rượu nếu không phải là cướp biển. Sở thích của Uroge thực sự là làm chuyện ấy và uống rượu, các phù hợp với nghề nghiệp của Oda đưa ra. 11. Gregory Burney, quốc tịch Úc. Gregory Burney sẽ mang quốc tịch Úc nếu ở đời thật và sẽ trở thành chủ cửa hàng pizza nếu cô ấy không làm cướp biển. 10. Ygrek, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Ygrek hóa ra sẽ mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ nếu ở thế giới thực, và nếu nghề nghiệp của anh ta không phải là cướp biển thì sẽ trở thành người giữ vườn thú. 9. Basin Hawkin, quốc tịch Ai Cập. Ngoài việc cho biết Hawkin sẽ mang quốc tịch Ai Cập nếu ở thế giới thực, Oda còn nói anh ta sẽ là một nhà thiết kế nội thất nếu không phải làm hải tặc. Oda trước đây cũng tiết lộ rằng sở thích của Hawkin là thiết kế nội thất. 8. Apo Scratchman, quốc tịch Trung Quốc. Apo có ngoại hình giống với các chuyên gia kung fu Trung Quốc trong quá khứ, chỉ có điều là anh ta kết hợp nó với một phong cách hiện đại độc đáo hơn. Thế nên nếu ở đời thực, anh ta sẽ mang quốc tịch Trung Quốc và sẽ trở thành DJ nếu không làm cướp biển. 7. Capone BG, quốc tịch Ý. Người đàn ông theo phong cách mafia này thực sự được sinh ra ở Ý nếu ở thế giới thực. Ngoài ra, nếu anh ta không trở thành cướp biển, BG sẽ trở thành chủ sở hữu của một cửa hàng giày. 6. Trafalgar Law, quốc tịch Đức. Bên cạnh việc mang quốc tịch Đức, Oda cũng tiết lộ Law sẽ trở thành bác sĩ nếu anh không trở thành cướp biển. Không có gì là đáng ngạc nhiên vì Law cũng là một bác sĩ trong thế giới One Piece mà. 5. Killer, quốc tịch Scotland. Trong One Piece, Kid và Killer đã biết nhau từ thời thơ ấu nên họ có cùng quốc tịch nếu ở đời thật là điều dễ hiểu. Nếu Killer không trở thành cướp biển, Oda nói Killer sẽ trở thành chủ cửa hàng mì ống. Trước đây Oda đã tiết lộ rằng Killer có sở thích nấu ăn. 4. Eustachite, quốc tịch Scotland. Bên cạnh việc đến từ Scotland, Oda cũng tiết lộ Kid sẽ trở thành một kẻ buôn bán vũ khí nếu anh ta không trở thành cướp biển. Điều đáng ghi nhớ là một trong những sở thích của Kid là thu thập vũ khí. 3. Marshanditich, quốc tịch Somalia. Somalia từng được nhận định là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới. Thậm chí cướp biển ngoài khơi Somalia và ở vịnh Aden đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Thế nên thật thú vị khi Oda nói rằng Teach đến từ đó. Ngoài ra Oda cũng cho biết nếu Teach không trở thành cướp biển thì hắn sẽ trở thành một nhà khảo cổ học. Sau SBS Volume 85, Oda tiết lộ rằng Teach thích nghiên cứu lịch sử. Đây là một manh mối cho thấy trí tuệ uyên bác của hắn. 2. Roronoa Zoro, quốc tịch Nhật Bản. Oda cho biết nếu ở thế giới thực, Zoro sẽ đến từ Nhật Bản và anh sẽ hợp với công việc là một nhân viên cảnh sát. Chi tiết này càng khiến người hâm mộ nghi ngờ Zoro có gốc gác liên quan tới Wano quốc trong One Piece. Làng Shimotsuki, nơi xuất phát của Zoro, dường như giống một phần của Nhật Bản, mặc dù vị trí của nó ở Earth Blue. Và 1. Monkey D. Luffy, quốc tịch Brazil. Rõ ràng nếu ở thế giới thực, Luffy sẽ mang quốc tịch Brazil. Oda cũng từng nói Luffy sẽ rất hợp với công việc lính cứu hỏa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy ghé qua kênh Kim Polo để xem những tin tức thú vị về anime nhé. Cảm ơn các bạn. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ nếu thấy hay nhé.